Hello, xin chào tất cả anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Xe Đạp 88. Thì hôm nay bên shop Xe Đạp 88 sẽ review cho anh chị cái phân khúc một chiếc xe full khung sườn carbon. Phân khúc chỉ có 27 triệu thôi các anh chị nhá. Là 27 triệu thì anh chị nhận được một chiếc xe Peter Thunder Aurora. Đấy, cái mẫu này thì được trang bị khung sườn carbon, càng carbon và cọc điên carbon. Ngoài ra, cái nước sơn của nó là sơn hai màu các anh chị nhá. Sơn hai màu đổi màu rất là đẹp. Đấy. Các anh chị lùi lại đây em cho anh chị xem cái bộ group của nó. Đấy, cái bộ group của xe từ tay đề. Đấy, tay đề được trang bị là tay đề lắc của Shimano 1005R7000. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái gạt đĩa cũng được trang bị là Shimano 1005R7000. Thứ ba nữa đó chính là cụ đề sau được trang bị là Shimano 1005R7000, ba món Shimano 1005R7000 nhá. Tiếp theo đó chính là phần dây. Đây các anh chị đi cho em, đây là cái phần khung xe là dây chờ này, dây chờ của xe này. Đấy, tại sao lại không nhìn thấy cái dây đâu? Một chiếc xe từ đầu đít không nhìn thấy một sợi dây nào. Dây đã được giấu âm sườn từ trên ghi đông các anh chị nhá. Đấy, dây được giấu âm sườn từ trên ghi đông này. Bản ghi đông này rất là bản ghi đông này cũng được trang bị là carbon nên là cái trọng lượng của xe nó nhẹ đi. Mấy phiên bản trước, cái mẫu phiên bản Thunder với cả T10 Pro thì toàn ghi đông nhôm, nhưng phiên bản này thì được trang bị là ghi đông carbon các anh chị nhá. Khung carbon này, cọc điên carbon này, càng carbon và ghi đông carbon các anh chị nhá. Đấy. Mayer thì được trang bị là Mayer nhôm phủ carbon các anh chị nhá. Mayer nhôm phủ carbon và hai bên vành đai của nó thì được trang bị là bằng phản quang nhá. Đấy, phản quang khi anh chị đi buổi tối thì nó phản quang rất là rõ rệt luôn. Đấy. Bản căm của xe này, bản căm của xe thì được trang bị là căm dẹt các anh chị nhá, căm dẹt nhá. Ngoài ra thì củ phanh này thì được trang bị là củ phanh dầu các anh chị nhá. Nó vẫn chạy bằng dây cáp nhá. Đấy, dây cáp nhưng mà củ là củ phanh dầu các anh chị nhá. Đấy. Bản vành thì được trang bị là vành nhôm, bản dày 4 phân các anh chị nhá, nhôm hai lớp dài khoảng 4 phân. Lốp thì được trang bị lốp 725C, bản lốp cũng khá là béo các anh chị nhá. Đây, bản lốp cũng khá là béo, nó giúp mình đi nó sẽ êm hơn. Đấy, với một chiếc xe gần full carbon như này và bộ group của nó chạy Shimano 1005R7000, giá nó chỉ có 27 triệu thôi các anh chị nhá. Các anh chị nào đang muốn tìm một chiếc xe đua, chiếc xe phượt thì anh chị có thể tham khảo qua cái mẫu này. Nói chung là mẫu này nó rất là ok cho với cái phân khúc hiện tại.